Các bác thân mến, trước tiên cho ông gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của Cương Audio trong suốt thời gian vừa qua. Ở chương trình video clip ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến các bác một số mẫu sản phẩm hàng về tại cửa hàng của chúng em, những cặp loa đến từ Mỹ và những chiếc âm ly đến từ Nhật Bản để các bác có thể tham khảo nghiên cứu. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh trước mắt màn hình các bác thấy được đây là một số mẫu sản phẩm mà em muốn giới thiệu đến các bác ở video clip lần này những cặp loa rất là cool đến từ mỹ những chiếc âm ly đến từ nhật bản và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát cụ thể cho từng sản phẩm và sau đó thì em sẽ báo giá cụ thể cho từng sản phẩm để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình trước tiên thì em cùng các bác sẽ tiến lại gần quan sát về hai chiếc âm ly ở phía bên tay phải trước các bác nhìn thấy đây là hai chiếc âm ly mà em muốn giới thiệu đến các bác ở video clip lần này. Đó là hai chiếc âm ly Denon PMA 2000 35 Đối với dòng model 2000 của hãng Denon thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều những mẫu model khác nhau như dòng Denon 2000 trơn, 2000 25 mã, 2000 35 mã và 2000 45 mã, rồi là 2000 AE, 2000 SE vân vân rất là nhiều. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng của chúng em tiếp tục bổ sung được hai mẫu âm ly chính xác hơn nó là hai chiếc âm ly Denon PMA 2035 mã. Đây là những dòng âm ly rất là quen thuộc đối với các bác rồi. Dòng model này thì nó sử dụng công nghệ Ultra và sử dụng 6 mô phét. Chất âm của nó tiếng rất là tơi, sáng, nghe âm thanh rất là trong trẻo và chi tiết. Dễ dàng các bác có thể phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau của Mỹ, của Nhật, của Âu. Các bác có thể đánh với những dòng loa của Anh như dòng B và V kép, rồi là những dòng loa của Vega, rồi là Infinity, Onkyo, Diato, vân vân rất là nhiều hay những dòng loa bốt. Ở mặt trước của nó thì nó sử dụng mặt màu vàng chanh. Các bác nhìn thấy nó sử dụng mặt màu vàng chanh. Rất là sang trọng và đẹp. Những chiếc âm ly như thế này thì nó khá là nặng. Và một điểm đặc biệt thì đối với dòng model này thì nó sử dụng à, tăng phô kép. Đấy, các bác lưu ý là như vậy. Ở phía bên trong này các bác nhìn thấy đây này. Nó sử dụng hai cái tăng phô kép được bố trí nằm ở chính giữa của chiếc âm ly này và nó có trọng lượng khá là nặng. Và một cái ưu điểm cho dòng model này thì các bác thấy nó sử dụng công suất khá là lớn. Đối với dòng model này thì nó có công suất tiêu thụ điện lên đến 275W, dễ dàng để các bác có thể phối ghép thành công với những dòng à, loa có công suất lớn rất là tuyệt vời, âm thanh rất là trong, sáng và chi tiết rõ nét. Đây là một mẫu âm ly rất là tuyệt vời để cho các bác chơi và sử dụng. Dòng model này hơn nữa thì đối với dòng model này thì các bác yên tâm chạy rất là bền và một điểm à, các bác hết sức lưu ý đối với dòng model này thì nó chạy nguồn điện 100V đó đây là nút uh, power nút nguồn cổng Phone, rồi là chỉnh bát chép ba lăng đấy đi à, jack volume volume của nó được bố trí nằm ở chính giữa volume của nó thì rất là to bên này là cổng z selector rồi là input selector tức là chọn các đường kết nối tín hiệu đi vào Đối với những mẫu phiên bản như thế này thì các bác thấy nó sử dụng các, các, tính năng ở phía trước rất là đơn giản, dễ dàng để các bác có thể chỉnh. Đấy. Rất là đơn giản thôi, chép bát rồi là ba lăng volume đó. Như âm thanh đem đến thì cực kỳ là tuyệt vời. Đấy, tiếng rất là tươi sáng, chi tiết, dễ dàng phối ghép thành công với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Và những chiếc âm ly Denon PMA 2000 ba la mã như thế này thì hiện nay thì giá của nó được à, độ lên khá là cao. Đối với dòng model này với hàng rất là đẹp như thế này thì có mức giá là 18 triệu đồng. Đối với những dòng model này thì trước đây thì bên cửa hàng của chúng em bán với mức giá thấp hơn. Tuy nhiên thì hiện nay thì giá của nó được độ lên cũng khá là cao, cao hơn so với trước đây. Do đó thì bên cửa hàng của chúng em nhập vào nó cao hơn trước đây. Do đó thì bên cửa hàng của chúng em phải bán lên cao hơn một chút. Nếu như bác nào thấy hài lòng về sản phẩm và các bác có nhu cầu thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em. Đó là hai chiếc âm ly Denon PMA 2000 35 mã. Ngoài ra thì các bác nhìn thấy ấy, ở phía bên này thì các bác thấy đây là một số mẫu âm ly rất là cao cấp của hãng Lukman như dòng à 505 UX phiên bản Go này có mức giá là 57. Rồi là 507 UX có mức giá là 72. Rồi là 507S 25 mã có mức giá là 50 với tình trạng của nó rất là xuất sắc. Còn nguyên cả táp dây nguồn, khiển zin đi theo máy. Những dòng như này các bác đánh với jb hay là Tannoy rồi là B và V kép thì ngồi thì các bác nghe rất là phê pha. Rồi là những chiếc âm đi Aku 405 rồi là 305. 305 thì có mức giá là 46 rồi là 405 thì có mức giá là 60. Những dòng model này thì nó sử dụng hai bên hai cái hồi gỗ rất là sang trọng và ở mặt trước thì nó sử dụng mặt màu vàng chanh. Đây là trâm đi Acufe E303 xung quanh của nó được bọc bằng vỏ gỗ. Ở mặt trước thì nó cũng sử dụng mặt màu vàng chanh rất là sang trọng. trâm đi này thì có mức giá là 32. hai là những chiếc đầu CD của hãng Denon Rồi là Sansui g một Rồi là hiện nay bên cửa hàng của chúng em còn những bộ kéo đẩy của hãng Acufe như dòng C230 và P260 có mức giá là 38 triệu đồng. Đó là hai chiếc âm ly Denon PMA 2000 35 mã. Vừa rồi thì em cũng điểm qua một số mẫu âm ly phiên bản đời cao để bác nào có nhu cầu thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát những cặp loa siêu khủng đến từ Mỹ vừa mới cập bến tại cửa hàng của chúng em. Sau đây thì em sẽ nhấc từng tấm e căng ra để cùng các bác dễ dàng quan sát cụ thể cho từng mẫu model này. Nếu như bác nào xanh thì các bác cũng đã đoán ra đây là những mẫu model nào của hãng sắc pin rồi. Sau đây thì em sẽ lần lượt nhấc từng tấm e căng ra một. Tấm thứ hai. Rồi là tấm thứ ba. Tấm thứ tư. Đó, em nhấc hết ra để cùng các bác dễ dàng à, quan sát về những cặp loa này. Sau khi nhấc tấm e căng ra thì các bác thấy được à, đây là toàn bộ về cấu trúc driver của hai cặp loa siêu khủng đến từ hãng Sckvin Vega. Trước tiên em cùng các bác sẽ đi quan sát ở cặp ở phía bên tay phải trước này. Các bác thấy được đây là cặp loa Sckvin Vega, đó là dòng model AT15 đối với dòng AT thì các bác đã đều đã biết rồi nó có rất nhiều những mẫu model khác nhau dòng AT 8, AT 10, AT 12 rồi là AT 100 và các bác thấy được đây là cặp loa AT 15 đây là một cặp loa rất là khủng của hãng sạc pin Vega trước tết thì bên cửa hàng của chúng em cũng về được hai 3 cặp và ngay lập tức khi hàng về thì bên cửa hàng của chúng em đưa lên trang thì các bác cũng đã đặt hàng ngay và ngày hôm nay thì bên cửa hàng của chúng em tiếp tục về thêm được một cặp loa sạc pin Vega AT 15 nếu như bác nào có nhu cầu sở hữu cho mình những cặp loa khủng như thế này thì các bác có thể alo cho bên cửa hàng của chúng em. Đây là toàn bộ về cấu trúc driver cũng như về tình trạng các tuyến loa của cặp loa này. Về cấu trúc driver thì các bác thấy thì nó sử dụng một loa bát có đường kính là 40 cm. Nó sử dụng màng giấy gọn sóng và gân mút màu đỏ. Nón loa thì có biểu tượng kèn đặc trưng riêng của hãng Savin Vega. Đó là về phần loa bát Dòng này thì nó đem lại cái tiếng bát của nó rất là trầm sâu Tiếng bát của nó nghe rất là phê Trường âm của nó rất là mạnh Ở phía trên thì nó sử dụng hai loa chung Mỗi một loa chung có đường kính vào khoảng 14cm ở Trước mặt loa chung thì các bác thấy nó được bố trí những cái tầm lưới thưa bảo vệ ở về phần màng loa Nó sử dụng hai loa chung giấy Trung âm của dòng này thì vừa ấm mà đem lại âm thanh rất là mạnh mẽ và chi tiết ở phía trên thì nó sử dụng một loa chép dạng kèn. Các bác nhìn thấy đây, đây là loa chép của nó này. Dòng này chép tiếng rất là sáng và âm thanh của nó đưa đi rất là xa. Bên cạnh đó thì dòng model này trang bị cho chúng ta hai vi tinh chỉnh. Đấy, giúp uh, chúng ta có thể hiệu chỉnh tăng giảm độ sắc nét của bản nhạc. Tùy vào cái sở thích và gu nghe của mỗi người. Đấy, các bác thấy cút kít cút kít. Đấy. Cái nào mà nó cút kít này thì các bác biết rồi. Thì hàng bãi nó về thì nó khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng phải xoay đi xoay lại vài lần như thế này nó sẽ trơn chu. Còn những cái này thì bên cửa hàng của chúng em sẽ bôi trơn xử lý cho các bác luôn. Cái này thì chúng ta chỉ cần xử lý một chút là ok. Đấy. Các bác thấy về tình trạng của nó thì rất là mị mãn rồi. Và dòng model này ở phía sau thì nó sử dụng một lỗ thông hơi rất là lớn được bố trí nằm ở phía sau. Lát nữa thì em sẽ quay ra phía sau để các bác cùng quan sát về tình trạng của nó ở phía sau cũng như về cách thiết kế đạt lộ thông hơi của hai cặp loa sạc pin Vega này. Và cặp loa sạc pin Vega AT15 với tình trạng mỹ mãn như thế này, đẹp tư e căng, các bác thấy e của nó thì tuyệt vời. Đó. Có mức giá là 34 triệu đồng. Đó là về cặp loa sạc pin Vega AT15. Và xin lỗi các bác thì em cũng nói qua về cái kích thước của dòng đen này để các bác có thể nắm được và các bác thấy được độ khủng của cặp loa sạc pin Vega AT15 này. Kích thước chiều ngang thì nó có chiều ngang lên đến là 48cm và sâu là 47cm, có chiều cao lên đến là 92cm. Dòng mô đen này thì có trở kháng là 8 ohm và có độ nhạy lên đến 101dB. Các bạn có thể dễ dàng phối ghép với những dòng âm ly như Denon 890D, 980, 890DG hay dòng 940, đánh rất là tuyệt vời. Đó là về cặp loa sạc viên Vega AT15. Tiếp theo ở phía bên này thì các bác nhìn thấy đây là một cặp loa rất là khủng và đang rất là hot trên thị trường hiện nay. Đó là cặp loa sạc viên Vega D9. Về cấu trúc driver của dòng D9 thì các bác nhìn thấy nó sử dụng đến 4 loa trên một thân thùng. Một loa bát có đường kính là 40cm. Các bác nhìn thấy đây là loa bát của nó này. Nó sử dụng màng giấy gần mút màu đỏ. Nó sử dụng hai loa chung giấy, mỗi một, một loa chung có đường kính vào khoảng 14 cm và một loa chép kèn. Đối với dòng model này thì cách thiết kế đặt driver của nó thì rất là đặc biệt. Một bát 40 được bố trí nằm ở phía dưới. Ở phía trên thì nó sử dụng hai loa trung giấy, một loa trung giấy được bố trí là nằm ở vị trí chỗ này và một loa trung giấy được bố trí nằm ở phía trên. Điểm đặc biệt của dòng model này thì nó sử dụng một loa chép kèn, như loa chép kèn của nó thì lại được bố trí nằm ở giữa phần hai loa chung này các bố trí sử dụng những loa chấp kèn như thế này nó làm cho âm thanh tiếng của nó rất là bay sáng, có độ mở đi rất là xa. Đây là những mẫu loa cho chúng ta vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Đặc biệt là những bác nào mà muốn nghe tiếng bát của nó uy lực mạnh mẽ thì các bác có thể lựa chọn những cặp loa như thế này rất là tuyệt vời trong gia đình. Chưa hết, dòng model này thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta hai vi tinh chỉnh giúp chúng ta có thể chỉnh chép và chỉnh mít. Đó tùy theo cái sở thích và ngu nghe của mỗi người. Hơn nữa thì nó cho chúng ta có thể có cầu chì bảo vệ ở loa khi chúng ta mở lớn gặp sự cố thì cầu chì đó sẽ tự ngắt để bảo vệ an toàn cho loa. Dòng này thì nó có trở kháng từ 4 đến 8 ohm các bác nhìn thấy rất là rõ. Như vậy để các bác thấy trở kháng rất là rộng, dễ dàng để các bác có thể sử dụng những chữ âm đi rất là bình dân có thể kết hợp với cặp loa này. Dòng model này thì có trọng lượng vào khoảng 35 kg trên một chiếc loa. Nó có chiều ngang vào khoảng 46, sâu vào khoảng 45 và nó có chiều cao vào khoảng 90 cm. Đối với dòng AT thì nó có chiều cao vào khoảng 92 nên các bác thấy nó sẽ cao hơn một chút. Còn đối với dòng này thì nó có chiều cao vào khoảng 90. Đấy, các bác nhìn thấy do đó thì cặp AT thì có phần nhỉnh hơn một chút. Dòng này thì cũng có độ nhạy lên đến 101 dB Rất là tuyệt vời để cho các bác dễ dàng để lựa chọn những chữ âm ly rất là bình dân Để kết hợp với những cặp loa như thế này Và cặp loa sạc pin Vega D9 này thì có mức giá là 35 triệu đồng Các bác thấy về tình trạng của nó thì mỹ mãn Ở phía sau thì nó sử dụng hai lỗ thông hơi ở hai bên Mỗi một chiếc loa này thì nó sử dụng hai lỗ thông hơi nhé các bác nhé Còn đối với dòng AT thì nó sử dụng một lỗ thông hơi ở phía sau như lỗ thông hơi của nó rất là lớn. Đó là hai cặp loa rất là khủng đến từ hãng sạc Vega AT15 và sạc Vin Vega D9. Tiếp theo ở phía bên này thì các bác thấy đây là hai cặp loa bốt rất là lừng danh của dòng bốt 601. Đó là dòng bốt 601 CD3. Đây là những dòng loa cho chúng ta vừa nghe vừa hát rất là tuyệt vời chỉ cần nhìn qua thôi chắc chắn thì em cũng không cần phải nói nữa thì các bác cũng đều đã biết đây là mẫu model rất là nổi tiếng của dòng loa bốt rồi được rất nhiều bác yêu thích và tin dùng hai cặp loa này thì ngày hôm qua thì cũng đã về tại cửa hàng của chúng em và bên cửa hàng của chúng em cũng đã có video clip giới thiệu đến các bác rồi tiền thể ở video clip này thì giới thiệu đến các bác hai cặp loa sạc pin VK và những chiếc âm ly Denon PMA 2000 ba la mã này thì em cũng quay qua để bác nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình những cặp loa như thế này thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em. Và những cặp loa bốt 601 CD3 với hàng đẹp mỹ mãn như thế này, bao zin bảo hành cho các bác thì có mức giá là 43 triệu đồng. Các bác thấy với hàng tuyển chọn đẹp như thế này, mức giá như vậy thì các bác thấy rất là hợp lý rồi. Đó là những cặp loa bốt rồi là những cặp loa sạc pin Vega và những chiếc âm ly Denon. Em cũng đã giới thiệu đến các bác rồi. Ở phía bên này thì các bác nhìn thấy rất nhiều những cặp loa Bốt nữa, đó là Bốt 701 phiên bản hai lỗ thông hơi, màu xám này. Rồi là màu đen. Những cặp màu đen thì có mức giá là 24 năm và màu xám này có mức giá là 25. Đây là những mẫu model đem lại cái giải trầm cực kỳ là uy lực. Nghe tiếng bát của dòng Bốt 701 thì các bác nghe thấy rất là phê, tiếng trầm của nó nghe rất là đã đời. Ở phía bên này thì các bác thấy đây là hai cặp loa Bốt 601 CD2 có mức giá là 33 triệu đồng. Ngoài ra thì các bác nhìn thấy những cặp loa bốt 301 CD3 phiên bản màu đen có mức giá là 14 triệu đồng rồi là bốt 301 CD4 có mức giá là 9 triệu đồng. Các bác thấy thì đây là những mẫu loa bốt rất là tuyệt vời giúp chúng ta vừa có thể nghe nhạc và vừa có thể hát karaoke rất là tuyệt vời trong gia đình. Các bác có thể lựa chọn những chiếc âm ly của cover rồi là những chiếc âm ly của Denon rồi là san xui hay những chiếc âm ly của Jaguar là chúng ta có thể kết hợp với những dòng loa bốt như thế này thì rất là tuyệt vời rồi được một bộ cấu hình vừa nghe vừa hát rất là tuyệt vời trong gia đình. Như vậy vừa rồi thì em cũng đã giới thiệu sơ qua đến các bác những cặp loa rất là khủng đến từ hãng sạc Vega, đó là dòng model AT15, rồi là sạc pin Vega D9, những chiếc âm ly Denon PMA 2000 ba và điểm qua một số cặp loa bốt như dòng 601 CD3, 601 CD2, 701 phiên bản hai lỗ thông hơi, rồi là 301 CD3, 301 CD4. Nếu như bác nào yêu mến những sản phẩm mà em giới thiệu đến các bác ở video clip lần này, hay những thiết bị audio khác thì xin vui lòng liên hệ với chúng em qua hai số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Và sau đây thì cũng cho em xin phép được tạm dừng video clip ở đây. Xin chào và tạm biệt các bác.